Liên quan đến vụ án giết người cướp xe ở thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi đã thông tin thì đến nay sau 2 ngày gây án, đối tượng vẫn đang lẩn trốn. Khu vực này có địa hình rộng, cây cối um tùm, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng tới chó nghiệp vụ, flycam để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cụ thể, vào sáng ngày 8 tháng 1, lực lượng cảnh sát vẫn đang siết chặt vòng vây kiểm soát một khu vực rộng hàng trăm hecta tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nơi được đánh giá có khả năng nghi phạm giết người đang lẩn trốn. Sau hai ngày, lực lượng công an vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm. Đây là khu vực rộng hàng trăm hecta bị che khuất bởi cây cối, cỏ hoàng mọc um tùm, bên trong không có đường nhưng nhiều rạch. Bao quanh khu vực này cũng có các khu dân cư và tuyến đường dân sinh dù khá nhỏ hẹp ngay khi xác định nghi phạm có khả năng đang lẩn trốn ẩn nấp trong khu vực này. Nhiều cảnh sát của công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An cùng lực lượng dân phòng đã bao vây các lối ra vào đều có chốt chặn kiểm soát. Tuy nhiên do khu vực rất rộng lớn, cây cối um tùm nên việc truy tìm rất khó khăn. Hiện nay cảnh sát đã huy động tới chó nghiệp vụ và sử dụng flycam để truy tìm nghi phạm. Đồng thời, cảnh sát cũng đã được tăng cường lực lượng xuống khu vực này để tiếp tục kiểm soát mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp danh. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, đặc biệt nghi phạm liên quan đến vụ án giết người nên rất nguy hiểm. Khi người dân phát hiện đối tượng hoặc khả nghi thì nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an.